đại cương kim loại. Lưu ý, tính chất vật lý. Kim loại có tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim. Những tính chất này do các hệ trong tự do trong kim loại gây ra. Kim loại dẻo nhất là vàng, dẫn điện tốt nhất là bạc, dẫn nhiệt độ nóng chảy cao nhất là wolfram, nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là thủy ngân. Kim loại cứng nhất là chrome, mềm nhất là cc, nhẹ nhất là lithi, nặng nhất là oxymi. Tính chất hóa học. Tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử. Tác dụng với phi kim Fe cộng O2 cho là oxit sắt tự Fe3O4. Tác dụng với axit. Tất cả kim loại đứng trước hydro trong giải điện hóa khi tác dụng với HCl H24 loãng tạo thành muối và giảm khối hydro. Ta có Al cộng HCl cho là AlCl3 cộng hydro. Những kim loại đứng sau hydro trong giải điện hóa không tác dụng được với axit HCl và H24 loãng. Tác dụng với muối. Những kim loại đứng trước tác dụng với muối của kim loại đứng sau trong giải điện hóa tạo thành muối mới và kim loại mới, trừ những kim loại tan trong nước như là những kim loại kiềm và một số kim loại kim thổ. Tác dụng với nước. Tất cả các kim loại kiềm đều tác dụng với nước tạo thành hydroxit và giảm khối hydro như natri cộng H2O cho là NaOH cộng hydro. Trong giải điện hóa, tính từ trái sang phải, tính khử của kim loại giảm dần và tính oxy hóa tăng dần. Sự ăn mòn điện hóa. Sự ăn mòn trong kim loại. Thứ nhất là về ăn mòn điện hóa. Ăn mòn điện hóa là quá trình oxy hóa khử xảy ra trên bề mặt các điện cực, có phát sinh dòng điện khi hai kim loại cùng tiếp xúc với dung dịch điện ly và tiếp xúc với trực tiếp với nhau hoặc thông qua dây dẫn. Kim loại có tính khử mạnh là cực âm và sẽ bị ăn mòn. Ăn mòn hóa học là quá trình oxy hóa khử do kim loại phản ứng hóa học với chất khí hoặc hơi nước ở nhiệt độ cao. Ăn mòn hóa học không phát sinh dòng điện. Điều chế kim loại. Thứ nhất là phương pháp điện phân nóng chảy. Dùng phương pháp điện phân nóng chảy để điều chế các kim loại đứng trước nhôm. Ví dụ, điện phân nóng chảy muối natri clo thu được natri và khí clo. Thứ hai là phương pháp thủy luyện. Dùng phương pháp thủy luyện điều chế những kim loại đứng sau nhôm. Ví dụ, kẽm cộng với đồng sunfat cho là kẽm sunfat cộng đồng. Zn cộng CoSO4 cho là ZnSO4 cộng CO. Thứ ba là phương pháp nhiệt luyện. Dùng phương pháp nhiệt luyện để điều chế kim loại đứng sau nhôm bằng cách cho các oxit tác dụng với khí CO hoặc hydro ở nhiệt độ cao. CO cộng Fe2O3 cho là Fe cộng CO2. Và thứ tư là phương pháp điện phân dung dịch. Dùng phương pháp điện phân dung dịch để điều chế các kim loại sau nhôm. Ví dụ như là điện phân dung dịch muối bạc nitrat thu được kim loại bạc và khí HNO3
ta có là AgNO3 cộng H2O là điện phân dung dịch, thì thu được là Ag cộng oxy cộng HNO3. Lưu ý cân bằng phản oxy bất khử. Cho magie cộng HNO3 tạo thành MCNO3 hai lần cộng nitơ cộng nước. Ta có là magie cộng HNO3 cho là magie nấu 32 lần cộng khí nitơ và cộng nước. Ở đây magie có số oxy hóa đây là 0. HNO3 trong HNO3 nitơ có số oxy hóa đây là cộng 5. Và đây magie có muối magie này oxy hóa là cộng 2. Magie chỗ này là cộng 2. Nitơ chỗ này là 0. Magie từ 0 qua đây cộng 2 là nó nhường 2 ở trong, đặt ở chỗ nitơ là 2. Đặt chéo. Nitơ đây cộng 5 qua đây thành 0 là nó nhận 5 ở trong, nhưng mà đây có 2 nitơ cho nên chỗ này là 10, đặt chỗ magie là 10. Đây có 10 magie, đây có 2 nitơ, đây ta đơn giản bớt. Ta đơn giản bớt chỗ này. Còn lại là 1 nitơ và đơn giản bớt cho 2 thì chỗ này còn lại 5. Đây có 5 magie thì ta đặt đây là 5. Lưu ý là cân bằng kim loại trước, đây có 5 magie đặt hay 5. 5 x 2 là 10 nitơ, đây có 2 12 nitơ, ta đặt cho HNO2 là HNO3 là 12. Đây có 5 x 2 là 10 nitơ, đây 2 12, đây chỗ này đặt 12. 12 hydro đặt chỗ nước là 6. Vậy là ta được cái phương trình, đây là cân bằng theo phương pháp oxy hóa khử. Tương tự ta có nhôm cộng HNO3 cho là AlNO3 3 lần cộng nitơ cộng nước. Đây nhôm số hóa là 0, qua đây muối nhôm nó là cộng 3 cho nên nó là thì số hóa là 3. Nitơ chỗ này là 0. Nhôm từ 0 qua đây 3 là nó nhường 3 trong, đặt đây cho nitơ là 3. Hydro trong HNO3 là cộng 5, qua đây nitơ là 0 là nó nhận 5. Đây có 2 nitơ là nhận 10, đặt chỗ nhôm là 10. 10 nhôm ta đặt chỗ này là 10. 10 x 3 là 30 nitơ, đây 3 x 2 là 6, 36 nitơ đặt HNO3 36. 36 hydro đặt cho nước là 18. Tương tự ta có các phương trình ZN cộng HNO3 cho ZNO3 2 lần cộng N2O cộng nước. Fe cộng HNO3 cho là FeNO3 3 lần cộng N2O cộng nước. CO cộng HNO3 cho là CuNO3 2 lần cộng NO cộng nước. Ag cộng bạc cộng HNO3 cho ra là AgNO3 NO cộng nước. MC magie cộng H2O4 cho là MgSO4 cộng H2S cộng nước. Ar nhôm cộng H2O4 cho là A là 2S4 3 lần cộng H2S cộng nước.
Fe cộng H2O4 cho đến Fe2O4 3 lần cộng SO2 cộng nước. Ta có giải điện hóa Li-ti theo thứ tự là Li-ti, Kali, Vali, Canxi, Natri, Magie, Nhôm, Mangan, Kẽm, Crom, Sắt, Niken, Thiết, Chì, Hiro, Đồng. Đây là Fe2+, thủy ngân, bạc, thủy ngân, bạc và đây là thủy ngân cộng. Cuối cùng là bạch kim và vàng. Ví dụ 1, cho M gam NaOH cộng NaOH và KH tác dụng HCl thu được A gam hoặc muối. Tính khối lượng của mỗi hydroxit. Câu A là cho 3,04 gam hỗn hợp NaOH và KH tác dụng với HCl thu được 4,15 gam muối. Câu B cho 4 gam hỗn hợp NaOH và KH tác dụng với HCl thu được 5,48 gram hỗn hợp muối. Câu C cho 6,16 gram hỗn hợp NaOH KOH tác dụng HCl thu được 8,565 gram hỗn hợp muối. Giải qua ta có NaOH cộng HCl cho là NaCl cộng nước, KOH cộng HCl cho KCl cộng nước. Ta gọi số mol của NaOH là ít và ta kéo lại số mol của NaCl là ít, số mol của KOH là y, ta kéo lại số mol của KCl là y. Ta có tổng khối lượng của NaOH và KOH nó là 3,04 và tổng khối lượng muối nó là NaCl và KCl nó là 4,15. Ta giải hệ này ta tìm được ít y, vậy ta tính được khối lượng của NaOH và KOH. Tổng khối lượng của NaOH và KOH là 40X cộng 56Y thì nó là 3,04. Tổng khối lượng muối của NaCl và KCl nó là 58,5X cộng 74,5Y nó bằng 4,15. Vậy X nó bằng 0,02 và Y nó bằng 0,04. Từ đây ta tính được khối lượng của NaOH nó là 0,02 x 40 là 0,8g. Khối lượng của KOH nó bằng 0,04 nhân cho 56 bằng 2,24g. Tương tự câu B, ta có NaOH cộng HCl cho là NaCl cộng nước, KOH cộng HCl cho là KCl cộng nước. Gọi số mol của NaOH là ít, ta kéo lại số mol muối NaCl là ít, số mol của KOH là y, kéo lại số mol muối KCl là y. Ta có hệ công trình tổng khối lượng của NaOH và KOH và tổng khối lượng của NaCl và KCl. Ta có hệ tổng khối lượng NaOH và KOH nó là 40X cộng 56Y nó bằng 4. Tổng khối lượng của NaCl và KCl nó là 58,5X cộng 74,5Y nó bằng 5,48. Ta bấm máy hệ này ta tìm được X bằng 0,03, Y bằng 0,05. Vậy khối lượng của NaOH nó bằng 0,03 x 40 bằng 1,2g. Khối lượng của KOH nó bằng 0,05 x 56 bằng 2,8g. Ví dụ 2, cho Vlix CO2 tác dụng với amon CaOH 2 lần thu được M gam kết tủa. Tính M. Câu A, V bằng 6,72 lít cho 6,72 lít CO2 tác dụng với 0,25 mol CaOH thu được M gam tủa.
Tính tiếp mời. Câu B cho 8,96 lít CO2 tác dụng với 0,3 mol CaOH 2 lần thu được m gam tủa. Tính m. Tương tự câu C cho 11,2 lít CO2 tác dụng với 0,4 mol CaOH 2 lần thu được m gam tủa và tính m. Giải. Đây ta lưu ý là CO2 tác dụng với 3 giờ thì ta có tỷ lệ K nó bằng số mol của OH trừ chia số mol CO2. Nếu K bé bằng 1 thì ta sẽ thu được muối axit. K lớn bằng 2 thu được muối 3 giờ. K lớn 1 nhỏ 2 thì thu được 2 muối. Giải câu A, ta có K bằng số mol OH trừ chia số mol CO2 nó bằng 0,25 nhân 2 chia 0,3 bằng 1,67, thì K này lớn hơn 1 bé 2 cho nên ta thu được 2 muối. Ta có CO2 cộng OH trừ cho CO32 trừ cộng nước. CO2 cộng OH trừ cho HCO3 trừ. Ta có tổng số mol CO2, ta gọi số mol CO2 phản ứng phương trình thứ nhất là X, thì ta kéo lại số mol OH trừ là 2X và số mol phản ứng thứ hai là Y, ta kéo lại số mol OH trừ cho là Y, thì lúc này ta sẽ có được là hệ phương trình tổng số mol CO2 là 0,3 và tổng số mol OH trừ nó là tổng số mol CO2 là X cộng Y là 0,3, tổng số mol OH trừ là 2X cộng Y nó bằng 0,25 nhân 2, tức là ta có X cộng Y bằng 0,3, 2X cộng Y nó bằng 0,5. Vậy ta tìm được X bằng 0,2 và Y bằng 0,1. Từ đây ta tính được khối lượng tủa bằng phương trình là CO32 cộng cộng Ca2 cộng cộng CO32 trừ cho là CaCO3 tủa. Thì ở đây ta có số mol của Ca2 cộng và số mol CO32 trừ, thì ta dựa vào số mol nhỏ ta kéo qua số mol tủa. Ta tính được khối lượng tủa là CaCO3 nó bằng 0,2 nhân 100 thì bằng 20 g. Tương tự câu B, ta cũng có K bằng số mol OH trừ chia số mol CO2 thì nó bằng 1,5 và nó lớn 1 nhỏ 2 cho nên tạo 2 muối. CO2 cộng OH trừ cho CO32 trừ cộng nước. CO2 cộng OH trừ cho HCO3 trừ. Ta có hệ phương trình tổng số mol CO2 thì X cộng Y nó bằng 0,4 và tổng số mol OH trừ nó 2X cộng Y bằng 0,6. Ta tìm được X Y là 0,2 Y bằng 0,2. Từ đây ta tính được khối lượng tủa nó bằng 0,2 nhân 100 bằng 20 g.